tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Sự thật về mối quan hệ Ngô Kiến Huy và em gái Thanh Thảo bất ngờ dậy sóng sau 8 năm. Dư luận ngày hôm qua 21 tháng 9 đổ dồn sự chú ý quan tâm vào câu chuyện nữ ca sĩ Thanh Thảo nhắc về con trai nuôi Jackie Minh Trí. Khi được hỏi bé có muốn gặp lại bố ruột Ngô Kiến Huy hay không, Jackie thẳng thắn cho biết con không muốn khóc, con nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại ba ruột, con chỉ có gia đình mình thôi. Câu trả lời ngây ngô của bé khiến Thanh Thảo xúc động. Riêng Ngô Kiến Huy, anh vẫn giữ im lặng, không lên tiếng chia sẻ thêm. Ngay lúc này, câu chuyện quá khứ của Ngô Kiến Huy và Thùy Anh, em gái Thanh Thảo, lại trở thành tâm điểm. Đây từng là tin tức gây sốc, sự việc khiến cả showbiz Việt 8 năm về trước. Mọi thứ bắt đầu vào ngày 1 tháng 4 năm 2012, một trang thông tin đăng tải bài phỏng vấn của Ngô Kiến Huy thừa nhận đứa trẻ Thanh Thảo liên tục khoe là con trai của mình. Cụ thể, bé Jackie Minh Trí là con chung của Ngô Kiến Huy và Thùy Anh. Tin động trời dù nhanh chóng bị gỡ xuống nhưng cũng không kìm lại được tai mắt dư luận. Và ngày sau, nam ca sĩ buộc phải lên tiếng trả lời câu hỏi liệu bé Jackie có phải con Ngô Kiến Huy và Thùy Anh hay không? Anh thẳng thắn cho biết, vâng, thời gian qua Huy chưa trả lời chính thức vì tôi chờ giấy xét nghiệm ADN. Giấy chứng nhận ADN Huy mới nhận được. Chính tôi là người chủ động muốn làm xét nghiệm một cách chính thống. Đúng là con Huy thì Huy sẽ chịu trách nhiệm. Huy biết gia đình Thùy Anh rất không hài lòng với việc Huy yêu cầu xét nghiệm, nhưng Huy thấy yêu cầu của mình là chính đáng. Sự thật Huy và Thùy Anh đều hiểu chuyện này không xuất phát từ tình yêu. Chúng tôi chưa từng yêu nhau như bài báo kia, nhưng Huy không muốn nói nhiều hơn. Sự thật dù có thế nào đi chăng nữa thì Huy cũng nhận hết lỗi về phần mình. Anh cũng muốn nhấn mạnh, không muốn đem đứa bé vô tội ra làm mồi tạo scandal gây chú ý. Về phía Thùy Anh, cô bị sốc nặng và khóc lóc dẫn đến chuyện phải nhập viện truyền nước biển. Trước tình cảm của em gái, Thanh Thảo ẩn ý. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản chất khó dời. Bao lâu nay giấu giếm, đến lúc cháy nhà phải lòi ra mặt chuột, lại chơi trò rất bẩn. Con người này trời đất cũng không tha đâu. Theo mọi người, nên im lặng hay cho cả thế giới biết rõ bộ mặt thật của nó. Ngay lập tức, Thanh Thảo lên báo công khai chuyện ekip Ngô Kiến Huy nhắn tin buộc em gái mình làm chuyện tàn nhẫn với đứa trẻ, đồng thời tung ra ngoài thông tin cô cố tình gài bẫy để níu Ngô Kiến Huy vì lý do công việc. Đến khi Jackie tròn 1 tuổi, Thanh Thảo khẳng định vẫn chưa nhận được bất kỳ sự quan tâm nào từ Ngô Kiến Huy và gia đình. Qua nhiều ồn ào và thăng trầm, Thùy Anh giờ đã kết hôn với một Việt Kiều và sống ở Mỹ. Cô hiện có con gái, công việc kinh doanh cũng thuận lợi. Còn bé Jackie sau khi được Thanh Thảo nhận nuôi, nay đã lên 9 tuổi. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ thường cập nhật hình ảnh cuộc sống của cậu bé. Dù còn nhỏ nhưng Jackie đã được nhận xét hiểu chuyện thông minh. Cậu bé biết làm việc nhà, phụ mẹ chăm sóc em nhỏ và chu toàn việc học. Đối với Ngô Kiến Huy mà nói, đây được xem là scandal lớn nhất sự nghiệp của anh. Đã có lúc nam ca sĩ đối mặt với sự ghẻ lạnh của khán giả, tưởng chừng như không thể hoạt động tiếp trong làng giải trí. Đáng nói, ngoài lần thừa nhận có con ra, Ngô Kiến Huy hầu như không hề đề cập đến vấn đề này. Anh giữ thái độ im lặng cũng như chưa từng gặp bé Jackie suốt 9 năm ròng. Động thái của anh khiến dân tình không khỏi thắc mắc, đặt câu hỏi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.